Xin chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ mở hộp một chiếc ga giường và một cái vỏ gối có chất liệu là vải lụa. Là hai sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với con người trong thời gian dài mỗi ngày thì việc có một lá phiếu thẩm định chất lượng như thế này đối với mình là một điều không thể thiếu. Trên tay mình đây đang là chiếc vỏ gối có chất liệu là vải lụa màu xanh cổ vịt. Cảm nhận đầu tiên của mình đối với cái chất vải này tương đối là tích cực. Mình cảm thấy thì nó mịn này, nó mát, với lại màu nó lên khá là đẹp với mọi người. Còn trên tay mình hiện giờ đang là chiếc ga giường chất liệu vải lụa có màu xanh đậu. Mình thấy khá nhẹ nha mọi người. Rồi, cũng giống như cái kia thôi, mát mẻ này, mịn. Rồi màu, nhưng mà mình thấy màu ngoài đời nó sẽ đậm hơn trên hình. Mình đã đem giặt và phơi khô rồi, bây giờ mình sẽ sử dụng luôn mọi người ơi. Và như vậy là mình vừa mới bọc cái giường và gối của mình lại bằng hai cái sản phẩm mình mới mua. Thì mình thấy là nó tổng quan thì nó khá là mát mẻ nha. Bây giờ mình sẽ thử xem cái chất lượng của nó thế nào. Nhưng mà có một điểm mình thấy khác biệt là khi mà lên hình ấy, mình thấy màu nó nhạt. Còn ngoài đời mình màu nó đậm hơn rõ ràng luôn. Đây, mọi người có thể nhìn thấy không? Nó rất là mịn và trơn luôn. Có một vài ưu điểm của vải lụa mà mình thấy rất xứng đáng khi mà mình bỏ tiền ra mua nó. Thứ nhất là việc giảm ma sát lên bề mặt da, giúp cho chúng ta nằm sẽ thoải mái hơn. Thứ hai là chất vải này rất là mềm mịn, cho nên sẽ giúp tóc ít sơ rối và gãy rụng hơn. Đây, mọi người có thể nhìn thấy mình di chuyển chiếc gối được bọc bằng vải lụa trên cái ga giường được bọc bằng vải lụa rất là đơn giản luôn. Mọi người nhìn thấy không? Nó trơn, nó kiểu trơn tuột luôn ấy, trơn mà trơn nhẵn này. Mọi người nhìn mình đẩy đi này. Đây cũng chính là ưu điểm thứ ba, ít bám bụi và không gây dị ứng. Tóm lại là mình thấy vỏ gối và ga giường được làm bằng vải lụa thì rất là đáng mua, đặc biệt là phù hợp cho những ai đang trị mụn nha, bởi vì nó rất là lành tính và thân thiện với da luôn ấy. Mọi người mà mua màu bạc này, màu vàng đồng hay là màu đen thì nó còn trông ảo diệu hơn nữa cơ. Như vậy thì video của mình đến đây cũng xin được kết thúc nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau nha. Bye bye.